Bạn chuẩn bị xem nhân vật phản diện, ta chỉ muốn trốn bọn họ thật xa tập 234. Bồi thường, kiếp trước chi sai cùng đương thời bồi thường, chưa bao giờ nghe thấy, huống hồ hình tiền bối cùng hắn bất quá trao đổi ích lợi thôi, nếu là tiếp nhận phần này bồi thường, có một số việc lại phải làm lại một lần. Ta cũng không cần bồi thường, mỗi người đều có mình định số, bọn hắn chọn rời đi là bọn hắn quyết đoán của mình, cùng tiền bối không quan hệ. Cái này trong nạp giới đồ vật đợi cho Bắc Minh nhất tộc có đệ tử năng lực bốc lên đại lừng lúc ta sẽ như số hoàn trả. Đương nhiên, tử kim huyền giác ngoại trừ à, đó là ta dự định đưa cho tiên nhan. Băng minh hình ngẩn người, nhìn xem vân đạm phong khinh giang triệt, mộ nhưng cười một tiếng. Tùy ngươi, có lẽ đây cũng là bọn hắn vận mệnh a. À. Giang triệt chỉ là đáp ứng bảo trụ mấy cái hạt giống, chưa hề hứa hẹn những đệ tử này thành tựu tương lai như thế nào, lẽ vật này liền có tầng này ý tứ, tuy nói kế hoạch thất bại, có thể bác minh hình cũng không có. Nhiều thiếu thất vọng, cần ta hỗ trợ sao? muốn để bắc minh đệ tử giới đi vân tiên trí cốc ngoại trừ giang triệt cái này thiên mạnh người còn phải dùng đến tiên lực giang triệt cố nhiên mạnh có thể cái này tầng thứ cao hơn lực lượng lấy cảnh giới bây giờ của hắn chưa hẳn có thể tiếp nhận tiên vối lực lượng vẫn là giữ lại đối phó huyền hải mà yêu a à. nghe vậy bắc minh hình cũng không cần phải nhiều lời nữa phất tay nhắc lên bài vị bên trên vài đỏ một đóa liên hoa như ẩn như hiện lấy ra ánh sáng bảy màu Giang Triệt đưa tay, đầu ngón tay linh lực màu xanh hóa thành sợi tơ, hướng chảy liên hoa, ở chỗ bài vị tiếp xúc chốc lát, liên hoa thân hình càng thêm chân thực, thắt thải chi quang đại thịnh, hóa thành trùng sáng tràn vào Giang Triệt trong cơ thể, đỏ tươi huyết dịch ra bị nẻ làn da bên trong tràn ra, linh hồn tại xé rách bên trong gây dựng lại, thương nhân khó mà chịu được thống khổ, có thể lại không đáng cho hẳn nhíu mày. Đợi cho bám vào quang mang tiêu tán, Giang Triệt từ đó đi ra, khí chất cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, như trước khi nói hắn là người khiêm tốn và nhã thư sinh cái này khắc nàng chính là bế nghệ thiên hạ tay cầm chúng sinh sinh tử quân vương mi tâm liên hoa ẩn ký càng sần hắn cao không thể chạm cảm thụ được trong cơ thể có thứ tự tiên lực giang triệt nhẹ nhàng lắc đầu tốt thiếu hắn vốn cho rằng mượn nhờ liên hoa tiên lực có thể cho hắn có được đỉnh phong thời kỳ sáu thành lực lượng có thể thậm chí ngay cả ba thành đều không có đến có thể thích ứng sao giang triệt trạng thái rất tốt bắc minh hình đều ở trên người hắn cảm nhận được một cố uy hiếp gặp hắn lắc đầu không khỏi lo lắng hỏi thăm không nhiều bất quá cũng đủ rất lời giang triệt phát tay đem thí đưa đến trong viện mị tiên nhan bên cạnh đưa tay hướng phía hư không nhẹ nhàng vù một cái một thanh hạ phẩm tiên kiếm lập tức xuất hiện trong tay dậm chân đi hướng thương khung ngoài viện lão tộc trưởng sớm đã dựa theo trong danh sách cho đen tất cả thiên kiêu hội tụ tuy nói rất nhiều người hắn không biết danh tự dự đoán thiên kiêu cũng không có toàn bộ tại trên danh sách nhưng vân cẩm cùng trưởng không tài hắn liền không có ý kiến Mị đạo hữu Giang đạo hữu thật không còn chúng ta tương trợ sao? Cương giả có cương giả vinh quang, chiến tử xa so với chết già càng thêm làm cho người cùng nhiệt, tuổi thọ của hắn sắp hết, muốn không được bao dài thời gian liền sẽ vẫn lạc, nếu là có thể đối với việc này làm ra cống hiến, cả đời này cũng không uổng công đi một chuyến uổng công. Chờ xem, bị tiên nhan cũng không xác định Giang Triệt có thể thành công hay không mang theo những này 300 vị thiên kiêu rời đi Vân Tiên trì cốc, vị này láo tiền bối lại là quý nhất cảnh đỉnh phong, hoàn toàn chính xác có thể có thể cần dùng đến tại hai người lúc nói chuyện chỉ thấy bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo trói mắt tinh quang trường bào tùy phong giang triệt không nhanh không chậm xuất hiện chậm rãi rời xa chỉ là đơn giản một chút ở đây tất cả trưởng lão đều bởi vì không thể nhìn thẳng khí thế trấn nhiếp miệng phun máu tươi cúi đầu không cần phạm xuẩn một đạo ngột ngạt uy nhiên thanh âm vang lên nghe vậy tất cả bắc minh đệ tử trong lòng run lên không biết là huyết mạch áp chế vẫn là lực lượng uy hiếp không một người còn dám ngước mắt ngưng thế tiên nhân cũng đe nhìn thẳng không muốn sống nữa mị tiên nhân sững sờ ngước mắt nhìn xem chỉ cách một chút, lại có cách xa vạn dặm thân ảnh. Đây là nàng lần thứ nhất tại hiện thực nhìn thấy Giang Triệt cái kia không có gì sánh kịp đạo vận. Bá đạo không thể leo tới, nhưng lại giống như khe núi thanh thủy dốc rách chảy xuôi, a à nùi lòng người, phảng phất cùng thiên địa tương dung, trở thành đạm mà quân vương, phù hộ thế gian thần tử. Băng Minh Hình vừa định để Mị Tiên Nhan cũng bộ dạng phục tùng, nhưng nhìn lấy nàng chung quanh dần dần lộ vẻ đạo vận, tất cả lời nói đều giấu ở trong miệng. Muốn hay không như thế khu khác biệt đối đãi lực lượng dù sao cũng là ta cho người mượn ạ, cũng chỉ để Mị Tiên Nhan một người cảm ngộ đạo pháp của ngươi. Giang Triệt cũng không biết sau lưng những người kia ý nghĩ, hắn giờ phút này sớm đã đứng ở thương khung chi đỉnh, nhìn xem hắn chỉ có thiên đạo mới có thể phát giác được chín đạo to bằng cánh tay pháp tác xiềng xích. Kết trước, bằng vào khí vận chi tử cái thân phận này, chặt đứt ba đầu xiềng xích không biết một thế này, dùng ta lực lượng của mình có thể hay không chặn đứt chính cái hệ thống, màn cách trên người ta thiên đạo chi lực hệ thống sững sờ, do dự một chút, vẫn là đem giang triệt trên người thiên mạnh thu vào hệ thống không gian, chỉ là một cái chớp mắt, giang triệt liền đã nhận ra tự thân biến hóa, tựa hồ thiên địa tại bài xích hắn, nhưng mà giang triệt lại không có bất kỳ cái gì khó chịu, thậm chí cảm nhận được trước nay chưa có nhẹ nhóm, phảng phất cầm tù hắn xiềng xích, tại thời khắc này biến mất chỉ gặp hắn đạm mạc ánh mắt tại một khắc trở nên băng lãnh hết thảy tất cả đều bị hắn không đếm xỉa đến chính đạo phát tắc xiềng xích tựa hồ đã nhận ra giang triệt định ý tức giận gào thét hóa thành chín cải thánh thú tiên kiếm cũng tại lúc này run rẩy kịch liệt không muốn là chỗ thúc đầy giang triệt nhẹ nhàng vung tay hai đạo hắc bạch hỏa diễm từ cánh tay kéo dài chảy vào tiên kiếm trong khoảnh khắc tiên kiếm liền bị một lần nữa luyện hóa trở thành thuần túy nhất sát phạt chi khí nhất cầu tác khí lại mà suy ba mà kiệt hai quân rằng co thế rất là trọng yếu mà giang triệt cũng không có loại phiền não này đối mặt nhìn chằm chằm chín cái thành thú chỉ là cười nhạt một tiếng xong về trước giết phảng phất đối mặt không phải tiên cảnh thành thú mà là không đáng nhìn nhiều chó hoang đạo thứ nhất xiềng xích hóa thành thành thú chính là phương bắc chủ tước có được cường đại niết bàn chi năng phun ra hỏa diễm cũng có thể thiêu hủy thế gian vạn vật tốc độ tại cung cảnh giới bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm có thể đối mặt giang triệt tiến công tất cả thiên phú đều tựa hồ bị áp chế đồng dạng tốc độ không kịp hỏa diễm khó đốt chỉ có thể phẫn nộ gào thét phát tiết trong lòng biệt khuất giang triệt thân hình như du long cùng hiện thực cùng hư không xuyên qua tìm kiếm lấy chu tức nhược điểm làm chú ý tới chu tức chỗ cổ thiên đạo ẩn ký lúc cười lạnh âm dương thiên hòa hóa thành tứ phương lồng giam đem mở vào cực tốc đang chạy như bay chu tước một mực trói lại cùng một thời gian giang triệt lách mình đến lồng giam phía trên trong đan điền một sợi ngụy hỗn độn chi lực dâng lên dung nhập hội tụ thiên địa chi lực bên trong theo long mày tâm liên hoa một cánh hoa tiêu tán cùng nhau hóa thành là tinh thuần nhất lực lượng dung nhập trong tiên kiếm chảm giang triệt khẽ quát một tiếng giữa thiên địa chỉ còn lại một đạo mênh mông kiếm quang bạn chuẩn bị xem nhân vật phản diện ta chỉ muốn trốn bọn họ thật xa tập hai thật mạnh hư không chảm đoạn phát tăng mất cân bằng, đây cũng là tiên nhân lực lượng sao? Bị tiên nhân đôi mắt đẹp lấp lóe nhìn sen trong vầng hào quang cầm kiếm mà đứng, tạo bảo phi dương giang triệt, trái tim kịch liệt chập trùng. Dù cho bởi vì tu luyện, nàng gặp qua rất nhiều lần giang triệt ngập trời chiến lực, nhưng lúc này đây loại này chân chân thật thật cảm thụ, mới khiến cho nàng minh bạch giang triệt thực lực đến cùng kinh khủng bực nào, có nào làm cho người hưởng tới? Chẳng trách mình cam tâm tình nguyện trở thành bộ hạ của hắn, chẳng trách mình thiên mệnh biến mất. Bắc Minh Hình kinh ngạc nhìn lấy thiên khung, cái kia chín cái xiềng xích chính là thiên đạo quy tắc diễn hóa, ẩn chứa thiên đạo chi lực, thiên mệnh chi tử xuất thủ, liền mang ý nghĩa thiên đạo khoan dung vân tiên trí cốc tu sĩ. Hắn biết Giang Triệt là cố ý che giấu thiên mệnh, nhưng hắn không tại trạng thái đỉnh phong a, chiến lực nhiều nhất cùng hắn tương đương, không có thiên mệnh, còn có thể thành công mang theo Bắc Minh đệ tử rời đi sao? Bắc Minh Hình khẩn trương nhìn lấy thiên khung, hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện Giang Triệt có nắm chắc, nếu không một khi thất bại, linh hồn nhưng là muốn trở thành cấm chế một bộ phận chu thức biến mất chi địa một viên thiên đạo chi tinh hiển hiện giang triệt đem giữ tại trong tay hài lòng cười một tiếng Đường ơi, hệ thống sững sờ cấp tốc phân ra lực lượng đem thôn phệ thiên đạo chi tinh nói một cách khác là thiên đạo phân ra bộ phận quyền hành cái này nhưng so sánh thiên mệnh giá trị còn trọng yếu hơn cảm thụ được khôi phục lực lượng hệ thống kích động nói con có 8 cái con có 8 đầu xiềng xích ta tới giúp ngươi giang triệt nhẹ nhàng lắc đầu như là mãnh hổ xuất chuồng quần nhau một phen tin tới thiên đạo ẩn ký về sau dễ như trở bàn tay chém giết bốn cái thành thú còn bốn cái ngươi làm sao ngừng có phải hay không không có lực lượng ta có thể giúp ngươi giang triệt ngước mắt nhìn về phía màu tím trên bầu trời một vòng màu lam không cần hắn chiến đấu chỉ là vì nghiệm chứng con đường của mình có chính xác hay không bây giờ đường lại lần nữa xác định không có vấn đề còn lại bốn đạo xỉn xích cũng không cần thiết tiếp tục chặn đứt với lại như là tiếp tục động thủ thiên đạo coi như chú ý tới hắn vì cái gì? Người tiếp tục à, đem chính cái xiềng xích toàn bộ chặt đứt, Bắc Minh nhất tộc liền có thể tại lưỡng giới tới lui tự nhiên, tránh khỏi người vất vả, không tốt sao? Thôn phệ năm Mai Thiên Đạo chi tình, hệ thống đã nêm bế ngon ngọt, không nguyện ý giang triệt liền từ bỏ như vậy. Ngươi có phải hay không quên, thân phận của người, một khi bị hắn phát hiện, ngươi nên sống hay là nên chết? Hệ thống sững sờ, trong nháy mắt hoàn hồn, mình thật sự là bị lòng tham mê trí, cũng là thiên đạo, kẻ yếu nhất định bị cường giả thôn phệ, hiện tại có thể còn không phải bãi lộ thời cơ. Nhìn thấy hệ thống trầm mọc, Giang Triệt hướng phía hạ mới gật đầu. Băng Minh Hình đã sớm vội vã không nhịn nổi, nhìn thấy Giang Triệt đã thành công, mang theo 300 vị đệ tử thẳng nhập Vân Đoan, si mê cảm thụ được cái kia sợi màu lam trong cái khe thả ra khí tức. Đừng xem, nhanh đem bọn hắn đưa ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ khép lại. Anh, đùng đùng đúng. 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 Băng Minh Hình hoàn hồn, vội vàng đem những hai tử này đưa ra ngoài, vết nứt có thể dung nạp người không nhiều, có thể Băng Minh Hình động tác phi thường cấp tốc, không đến một cái hô hấp 300 vị đệ tử toàn bộ biến mất. Làm tốt đây hết thảy, lập tức vừa nhìn về phía Giang Triệt, các ngươi cũng chạy nhanh đi, tiếp xuống có thể sẽ có chút phiền phức. Vân Tiên Chi Cốc có bọn hắn thời đại kia tàn hồn, bây giờ thông lộ mở ra, những này che giấu rắc rưởi, không lâu sẽ thức tỉnh, Giang Triệt nếu là bị ngăn cản, lại muốn rời đi sẽ phải tốn nhiều sức lực. Giang Triệt nước mắt nhìn về phía cái kia một vòng viêm dương, nghĩ nghĩ, vẫn là không có mở miệng, lôi kéo tiên nha nam thanh thanh cùng nhau rời đi vân tiên trì cốc. Liên tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, U Tà Quang buộc rơi xuống răng triệt nguyên bản vị trí, mấy ngàn tán hồn hiển hiện chân thân, nóng bỏng nhìn xem cái kia vết nứt. Đế quân, còn xin nhiều một chút, băng minh hình chiếu tức nhìn xem bọn này rác rối Không tệ lắm, còn nhớ rõ của nhân, có thể đã nhớ kỹ của nhân, vậy liền tuân thủ quy củ, cho lão phu cút về tiếng như hồng trung ẩn chứa trong đó thượng vị giả khí tức trong né mắt để tất cả tán hồn thất thần đã từng bị chi phối sợ hãi lại lần nữa xông lên đầu có thể rời đi vân tiên tri cốc hy vọng đang ở trước mắt gian nan suy tư về sau cuối cùng vẫn khát vọng chiếm cứ thượng phong tất cả tàn hồn lại lần nữa hóa thành u tà quang buộc cấp tốc xung hợp chung sáng phạm vi dần dần mở rộng bắc minh hình nhỏ không thể thấy lui về sau nửa bước làm u tà quang mang tiêu tán một đôi đen nhánh hai cánh triển khai chế khuất bầu trời theo thân thể hoàn toàn hiển hiện cái này mới nhìn gió bộ dáng kỳ lân tử chi chân long đầu rồng trước mắt cái này không biết hình thể như thế nào sinh vật phảng phất là một thời đại sinh linh chỗ hợp lại mà thành sâu xí mà lại mạnh mẽ đế quân làm gì tranh cái người chết ta sống để cho chúng ta ra ngoài ra ngoài họa loạn thế gian bắc minh hình cười lạnh trên bầu trời một thanh cự kiếm rơi xuống đâm vào quỷ dị sinh vật thân thể giống như tại tiên chiến lại tựa như nói do đáp án của mình rời đi vân tiên tri cốc giang triệt đám người xuất hiện tại bắc hải thâm uyên tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối giang triệt duỗi lưng một cái vẫn là ngoại giới khí tức dễ chịu mị tiên nhân đồng ý gật đầu vân tiên chi cốc linh lực hùng hậu khí tức cũng có chút khó chịu cùng nơi này sao lên xác thực không tốt bất quá cũng có chỗ tốt ở bên trong chờ đợi hơn 10 năm nhục thân đều cảm giác tăng lên không thiếu hai người không có ai ra gì nói chuyện phiếm đang tò mò do xét cái thế giới này vân cầm thấy thế lập tức tiến lên ngắt lời nói tộc trưởng chúng ta tiếp xuống làm như thế nào đi từ bọn hắn rời đi vân tiên chi cốc lúc hết thảy tất cả đều muốn nghe theo giang triệt điều phối mà hắn cũng thành mới bắc minh tộc tộc trưởng các ngươi cầm lệnh bài đi mà tộc đi có ngươi tại bảo vệ bọn hắn sẽ không xảy ra vấn đề gì vậy còn ngươi lão tộc trưởng muốn ta hô hạ tại tộc trưởng táo hữu lấy bảo đảm an toàn của ngài Mỹ tiên nhang cảm giác mình nhận lấy khiêu khích khinh bị nhìn về phía vân cầm con mắt không cần liền góp đi giang triệt chiến lực ngươi không thấy sao hắn còn cần ngươi bảo hộ liền ngươi thực lực kia hắn bảo hộ ngươi còn tạm được Tộc trưởng chiến lược hoàn toàn chính xác bất phàm, mà dù sao tu vi còn thấp, cũng không có khả năng một mực mượn nhờ ngoại lực, có ta ở đây cũng có thể nhiều một phần an toàn. Vân Cẩm không kiêu ngạo không tự ti nói, Mị Tiên Nhan đều nhanh bị chọc giận quá mà cười lên, cần nếu ta nói rõ chẳng a, à, liền ngươi sinh từ cảnh thực lực, món ăn một đống, ngay cả ta một chiêu đều nhịn không được, vẫn là chiếu cố thật tốt người Bắc Minh đệ tử đi, mà tộc coi trọng thực lực, nơi này cũng không phải. Vân Tiên Chi Cốc, không có ngươi, mấy cái này Bắc Minh đệ tử muốn không được bao dài thời gian liền sẽ vẫn lạc. Vân Cẩm còn muốn phản bác, có thể Giang Triệt lúc này lên tiếng nói, ta đã dựa theo ước định, đem bọn ngươi mang ra ngoài, nhưng cũng không có nghĩa là ta muốn lúc nào cũng chiều cố các ngươi, bây giờ Thiên Vân Đại Lục khó lửa nổ lên bốn phía, ngươi khẳng định muốn đi theo ta. Hắn chỉ đáp ứng lưu mấy hạt giống. Vân Cẩm kinh ngạc nhìn xem Giang Triệt, gặp hắn không giống làm bộ, cúi đầu trầm tư một lát, lập tức đưa tay nhìn về phía Mị Tiên Nhan. Mị Tiên Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng, giống như tại đắc ý, sau đó xuất ra lệnh bài ném cho Vân Cẩm. Làm sao đi ma tộc không cần ta giáo á? Không cần. Mặc dù lần đầu tới Thiên Vân Đại Lục, có thể làm vi sinh tử cảnh cường giả, muốn tìm được cái gọi là ma tộc khu vực cũng không khó. Gặp bọn họ rời đi, Giang Triệt tiến lên đem lôi kéo thì tay giao cho Bắc Minh Thịnh. Thịnh đại ca, đứa nhỏ này nhớ ngươi, yên tâm đi, có ta ở đây không ai có thể làm bị thương tiểu oa nhi này. Bắc Minh Thịnh vô bộ mực bảo đảm nói, một bên long trọng tàu có chút nhíu mày lại cũng không nói gì cái này ngược lại không đến nỗi liền là lúc không có chuyện gì làm chỉ đạo hắn tu luyện liền có thể nói xong lại lấy ra một viên nạp giới nạp giới là các người lão tổ tông cho ta tài nguyên không ít tùy tiện dùng mặt khác còn có một chương đàn phương một bộ công pháp có thể thay long trọng tàu cải thiện cải thiện thể chất nhanh chóng tăng cao tu vi nghe vậy bác minh thịnh cứ thế tại nguyên chỗ không thể tí ngước mắt thật thử một chút thì biết giang triệt cười nhạt một tiếng quay đầu nhìn về phía mộ hài người ta cũng không muốn nói nhiều ma tộc những huynh đệ kia hẳn là có thể cùng ngươi hòa mình xác định như vậy bọn hắn dù sao cũng là kẻ ngoại lai có cái chỗ an thân cũng không tệ rồi gặp giang triệt nói hắn có thể cùng nghe đều chưa từng nghe qua ma tộc hòa mình bắc minh mộ hải có chút không tin thịnh đại ca ta không biết nhưng ngươi tuyệt đối không có vấn đề thịnh đại ca kết trước bởi vì qua đời thê tử cũng không hề rời đi vân tiên trí cốc có thể mộ hải tới với lại cùng thí cũng không có phản bội hắn